cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng, quản gia của các ân sủng. Vừa khi thức dậy, con biết ơn Chúa vì sự sống Chúa ban. Con đón chào ngày mới bằng một nụ cười và nhận ra mọi sự đều là ân sủng. Trong bài tin mừng hôm nay, người chủ vườn nho đã tin tưởng rằng các tá điền mà ông đã giao phó sẽ kiêng nể con trai ông. Con mở đầu ngày sống với suy tư, liệu con là loại tá điền nào đối với những của cải mà Chúa tin tưởng trao cho con? Con có sống và nhận ra mình chỉ là những người quản lý, để rồi nhận thức được rằng con chẳng thể cho đi điều gì vì mọi thứ đều là ân sủng không? Xin cho con được trở nên những người tá điền thiện hảo trong việc quản lý ân sủng của Chúa. Hầu mọi việc chúng con làm là của lễ tình yêu dâng lên Chúa và tặng trao cho anh chị em con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Lao động và phẩm giá con người. Buổi sáng dần qua, con để cho lời của Đức Thánh Cha vang vọng: người lao động đạt được tự do đích thực khi tiếp nối công việc của đấng tạo hóa, qua đó giúp thế giới tái khám phá mục đích của nó, đó là trở nên công trình của Thiên Chúa nhập thể và mở rộng hình ảnh về sự hiện diện của Ngài qua công trình sáng tạo và trong lịch sử nhân loại. Con nhận ra việc quản lý cách thiện hảo các ân sủng mà con đã nhận lãnh sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Vậy con đã biết tìm cơ hội để giúp đỡ người khác chưa? Con cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha trong tháng này cho những người phải rời bỏ quê cha đất tổ vì chiến tranh. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, vì một thế giới công bằng và đậm tình huynh đệ hơn. Tối nay, con nhìn lại tất cả hoa trái có được trong ngày. Con dành chút thời gian hồi tâm để nhìn lại cách con sử dụng thời gian, năng lượng và ân sủng. Con có sử dụng chúng để phục vụ Thiên Chúa và anh chị em con không? Con tận dụng phút giây này để xin ơn biết sử dụng ân sủng để dựng xây thế giới công bằng và đậm tình huynh đệ hơn. Con quyết tâm triệt để sẽ sống như một người quản lý rộng lượng và trung tín trong ngày mai, để chia sẻ những gì con đã nhận lãnh từ Chúa cho anh chị em con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.